Vậy là sự hy vọng cuối cùng của chúng ta ở một số cổ phiếu ngành băng hiện tại cũng đã bị quay đầu trở lại. Hiện tại thì chúng ta lại mất một cái trend tăng trung hạn nhá. Một trend tăng trung hạn ở đây. Từ những cái vùng tầm khoảng 1020 điểm, chúng ta có một cơn sóng năm tăng lên trên cái vùng đó tầm khoảng 1003 điểm và liên tục 3 lần không giữ được và quay đầu giảm. Với mình hiện tại thì rõ ràng chúng ta sẽ có một cái vùng khả năng sẽ về cao nhất, đó là tầm khoảng 1002 cho đến tầm khoảng 1220 điểm. Về đây thì khả năng chúng sẽ có một sự phản ứng nhá. Đó. Trước mắt thì trường đã đánh hoàn thành xong sóng năm rồi. Đợt này thì ta có sự lưỡng lự rằng là cú này phải là cú sóng năm tù hay không, hay là cú sóng năm còn mở rộng nữa sau khi đánh World Cup xong. Nhưng mà thấy rõ ràng là đã là cú sóng năm tù rồi đấy. Sau đó sẽ một cú điều chỉnh ABC thôi. ABC A này, B này, đúng rồi. Ở cú C hoàn toàn sẽ về những cái vùng phía dưới này, là điều bình thường xảy ra nhá. Đây là cú A, cú B, cú B và cú C. Và trường hợp tích cực nhất thôi, đó là phiên ngày mai, một cái điều mà xác suất xảy ra tương đối thấp là sẽ một cú vòng ngược trở lên lại và xác nhận đây là cú spring, sau đó tăng tiếp lên trên. Xác suất thì nghĩa là tương đối thấp với mức độ trường hiện tại nhá. Sẽ lên một kịch bản cho trường ta như sau. Trường ta sẽ rơi vào tầm đó hai kịch bản như sau. Kịch bản thứ nhất, đó chắc chắn rồi, chúng ta kỳ vọng là trường sẽ vòng trở lại. Đó. Đó là vòng lên lại nhá, lên lại 1250 và xác nhận cú spring. Đó. Cái tỷ lệ này xảy ra thì chỉ có 10 đến 20% thôi. Thành công thôi. Tức là hiện tại trường nó rất là yếu. Tại vì sao? Tại vì là hiện tại này chúng ta chịu áp lực bán của rất nhiều nhà mỏ phiếu leader. Áp lực bán của leader nhá mọi người nha, áp lực bán của leader thấy rõ ràng là những mã phiếu leader như là FPT, FRT, rồi hàng Viettel nữa, rồi kể cả như là PAU, kể cả như là HNV đang cắm đầu giảm liên tục. Đồng thời nha, chúng ta chịu một áp lực luôn, áp lực của cổ phiếu gãy nền, đó là bất động sản, rồi bắt đầu đến chứng khoán nhỏ, xong rồi từ từ chuyển qua chứng khoán lớn, đúng không ạ? Đó, và bây giờ là có thêm những mã cổ phiếu nữa, ngành sản xuất này, rồi là xuất khẩu và nhóm micap. Đó, áp lực rất là nhiều. Và cuối cùng là chốt hạ của việc đó là áp lực bán của băng đưa thị trường chúng ta thủng 1240. Đó là về góc nhìn nhá. Cho nên là góc nhìn này hiện tại xảy ra là tầm một cú sprint thì nó tương đối thấp. Với góc nhìn hiện tại có thể sẽ là cú hồi nhẹ lên, hoặc là giảm rồi hồi nhẹ lên ở thứ có thể sẽ là rơi vào tầm khoảng thứ 5 thứ 6 sẽ cú hồi lên. Nhưng mà đâu đó sẽ là cú hồi để nghi là giảm tiếp nhá. Chính vì thế nó nhìn nhận về kịch bản thì nó vẫn sẽ là cái một kịch bản nó mang tính khá là tiêu cực. Khi mà trường ta đánh không chuẩn nhá, là sẽ còn giảm về 1200 cho đến tầm 1220. Về đây chưa chắc nha, nhưng mà chưa chắc là đấy. Nó có thể sẽ còn giảm tiếp nữa, nhưng mà trước mắt về đây sẽ có lực cú hồi rất là mạnh để chúng ta có thể bắt đáy thì không, hoặc là cơ cấu như nào vân, thì góc nhìn chúng ta sẽ là như vậy nhá. Đấy, thì thị trường ta đánh một cái cú là chúng ta cũng tương đối bất ngờ, và cá nhân thì cũng khá bất ngờ khi mà thấy là một số mà phiếu ban tương đối khỏe thì đỡ được nhá. Ai ngờ thì ban không đỡ được, nhưng mà vẫn chưa kết thúc, tại vì nhìn nhận về chặt tuần nhá thì vẫn còn hy vọng ở một số mà phiếu ban. Lát nữa sẽ phân tích ngày ban cho mọi người và nhìn nhận về góc độ như vậy. Nói về trường trước mắt là như vậy đấy nha mọi người nha. Vậy thì góc độ này chúng ta phải nhìn nhận về vấn đề là cơ cấu, hoặc là về mua cổ phiếu bắt đáy, hoặc là về chọn lọc cổ phiếu như thế nào. Đó, góc nhìn tại như thế nào thì góc nhìn thì nghĩ rằng là chúng ta sẽ bắt đầu nhìn nhận thêm về một số vấn đề như sau. Đầu tiên nhá, thời điểm mà chúng ta cần ban nhất
đó cũng là thời điểm này, quanh vùng trên này, tầm khoảng một cái vùng đỉnh tầm khoảng 1.500. Sau đó một số bỏ phiếu banh cũng bắt đầu toan dần, như là mình thấy là VPBank này đó, chúng ta nghĩ là nó sẽ lên, sau đó nó cũng toan dần đúng không? 10B này cũng vậy này, nó sau toan dần. Thì cú này cũng là cú mà chúng ta đang khá lo sợ là sẽ có một cú tương đồng như vậy chứ phải không nhá. Đấy, chính vì thế thì em thường nghĩ là chúng ta lên bắt đầu nhìn nhận vấn đề là thận trọng một tí. Và mình còn nhớ cái hình tròn thì hay vẽ không, hình tròn thì hay vẽ, hình tròn thì có vẽ thì nói rất là rõ về cái câu chuyện là thị trường chúng ta hiện tại đang ở những cái thời điểm và có xảy ra, dễ xảy ra vào cái cú ở trong tháng 9 á, thì nói rất là nhiều đúng không? Đó, thì có chia sẻ mọi người khá là rõ về vấn đề như vậy á. Đấy, cái vòng tròn thì vẽ này đó, thì mọi người sẽ nhớ về góc độ là thì đã từng nói là chúng ta sẽ có những cái cú mà sẽ gọi là dễ xảy ra những cái cú giảm tầm khoảng rơi vào tháng 9. Trong vùng thì nói rất là rõ, khá rõ đúng không? Đó, cái vòng tròn này, và chúng thấy là nếu như xảy ra thì hoàn toàn thì giảm về cái vùng nó kiểm tra được trên line này, và sẽ rơi vào tầm khoảng tháng 9 này, tháng 11 này. Đó, và thì cũng không nghĩ là nó có một cú rơi sớm như vậy đâu, thì sẽ rơi vào tầm khoảng tháng 9, tháng 11 cơ. Thì cũng có thể ngoại trừ một cú nó sẽ giảm về đây, nhưng về đây một cơ hội rất lớn nhé, cơ hội rất lớn để ta mua. Nếu như có về đó nữa thì ta sẽ canh giải ngân rất là nhiều bằng mọi cách để ta mua giải ngân kéo dài cho đến tận cái vùng đáy tầm khoảng 1.000 qua đường này, sẽ canh giải ngân nhé. Tại vì sao? Vì đây sẽ là vùng an toàn, rất an toàn để chúng ta canh giải ngân. Và về nền kinh tế Việt Nam cũng như nhiều thứ thì hoàn toàn thì chấp nhận được, đây là cái vùng mà chúng ta mua để chúng ta mua gom chịu để luôn, chúng ta nhìn rộng ra, nhìn dài ra, thì đây sẽ là cái vùng rất hấp dẫn để chúng ta mua gom và giải ngân. Có thể sẽ dùng những cái dòng vốn như là vay mượn vân nó sẽ ra. Và thì đã lên một kịch bản rất là rõ cho người ở cái video trước đúng không, là khi mà thị trường ta nó có những cái cú giảm vân vân á, thì thường nhìn nhận về câu chuyện đó là những cái phân tích của trước đó thì nói rất là rõ rồi, là nhìn về thế giới này, nhìn về Việt Nam ta này, chúng ta thấy được là những cái câu chuyện như là một sự đồng pha nhất định nhá, một sự đồng pha nhất định, đến từ những câu chuyện như là dòng tiền tại đang ở đâu, rồi nghiệp vụ đang ở đâu, rồi kể cả về thế giới cũng vậy này. Thì có phân tích một bài, biết là thì phân tích bài nào cũng lâu quá rồi mới làm những cái video, và cũng không có tích nốt nhiều cho mọi người nữa. Đấy, chúng ta tìm lại thử cái video đó nhá. Thì nói khá là rõ về vấn đề thế giới á, thế giới hiện tại đang vận động như thế nào, và vấn đề của Việt Nam ta vận động như thế nào, và sau đó thì cấp độ chúng ta sẽ đầu tư như thế nào, nương theo nó và cấp độ như thế nào. Đó, chắc là trong một cái video đó rồi, thì có là tôi cũng đã từng chia sẻ trong cái room VIP rồi nhá. Vì cấp độ đó là hiện tại chúng ta đang có những cái vấn đề ít nhiều nha, là sẽ ảnh hưởng đến câu chuyện đó là thế giới đến Việt Nam ta. Đây mọi người này, mọi người nhá, đây thì sẽ sau cho mọi người thấy chúng ta đã cần có những cái câu chuyện đó là thị trường chúng ta này đó sẽ nương theo thị trường Mỹ, và góc độ là trên 10 lần thì 9 lần thống kê là Dow Jones giảm mạnh nha, là sau khi Fed hạ lãi suất, và câu chuyện sắp tới sẽ rơi vào tháng 9 là Fed hạ lãi suất. Chính vì đó thì mới lo sợ rằng là tháng 9 chúng ta mới bắt đầu ngừng đầu tư, hoặc là tầm tháng 8 chúng ta mới ngừng đầu tư. Không ngờ chúng ta giảm mạnh sớm như vậy đó, phân tích rất là kỹ nha. Gần như những thời điểm Fed giảm lãi suất này đều là những cú giảm, chỉ có một lần thôi, một lần là không có cú giảm thôi, bắt đầu gọi là hạ cánh mềm đó. Và những dòng tiền của Mỹ đang đâu? Mỹ, dòng tiền của Mỹ hiện tại đang tập trung vào những dòng tiền an toàn, những kênh an toàn của chính phủ, thấy không? Đó, những cái chuỗi an toàn, và họ lo sợ rằng 9-10 lần Fed giảm lãi suất đều là suy thoái, nên họ lo sợ điều đó xảy ra lần nữa. Đây, một điểm chung này, sự lạc quan và nhỏ lẻ, tổn thất hiện tại đang lên rất là cao nhé. Đó, rồi mức độ về vay nợ hiện tại mà xin của Việt Nam ta hiện tại cũng đang tương đồng với Mỹ. Mỹ cũng đang vay nợ mà xin rất là cao, ở đạt đỉnh. Đó, chúng ta cũng đang đạt đỉnh như vậy. Cho nên thì ít nhiều hay là những cái sự tương đồng như vậy, mình nhắc nhở mọi người trong cái video khá là kỹ trong cái video nó như vậy nhá. Trong cái video này, mọi người xem lại video này. Đây là video này thì phân tích khá kỹ cho mọi người nhá. Còn để mà nói về góc độ hiện tại thì em thì vẫn có thể đồng quan điểm với cái chuyện đó là tháng 9, tháng 10, tháng 11 sẽ là cái vùng chúng ta gom hàng khi nó giảm mạnh. Và không ngờ giảm sớm thế này thì có khi chúng ta sẽ nhìn nhận về vấn đề nó sẽ gom dần khi nó về với những vùng giá hấp dẫn hơn nhá. Còn góc độ hiện tại chúng nhìn nhận về câu chuyện đó là chúng ta nên xử lý thế nào với danh mục chúng ta, thì nó sẽ chia danh mục ra làm ba loại danh mục. Một á là hiện tại chúng ta đang kẹp cổ phiếu, và margin. Đấy, thì chúng ta phải tìm cách làm sao mọi người ạ, cố gắng để hạ margin
à, machine để sau mọi người, để sau đó chúng ta dùng cái machine á, chúng ta dùng cái machine nhé, dùng machine để giảm giá vốn, giảm giá vốn của cổ phiếu đó, đồng thời nhé mọi người nhé, đồng thời cũng sẽ canh mua khi về vùng giá hấp dẫn đó. Đó là về cái chuyện hạ machine. Lát sẽ phân tích cho mọi người là từng cái góc độ, từng góc cạnh một nhá. Đấy thì trước mắt là như vậy. Còn cái câu chuyện thứ hai đó là chúng ta hiện tại đang cầm tiền mặt, đang cầm tiền mặt. Thì nó sẽ canh những vấn đề giải ngân ở một số cổ phiếu như sau. Chúng ta sẽ canh những mã cổ phiếu chia làm hai dạng, một á là bắt đáy. Bắt đáy thì nó sẽ có những cái câu chuyện đó là chúng ta bắt đáy nhưng mà phía là giảm mạnh và sẽ có được hồi phản ứng nhá. Đó thì sẽ bắt tầm khoảng bắt đáy gọi là nước, bắt đáy nước nhá, thì còn 20-30% tài sản, và ta sẽ dành đó tầm khoảng 50-80-70% tài sản cho cái chuyện đó là bắt cổ phiếu trung hạn. Trung hạn thì chúng ta phải liệt kê được đâu là sẽ là cổ phiếu rẻ, đâu sẽ là vùng giá rẻ của cổ phiếu, chúng ta bắt trung hạn nhá. Đó còn cái câu chuyện số 3 là ta sẽ canh. Câu chuyện đó là nếu mọi người hiện tại chỉ đang gọi là nắm tiền cổ phiếu cân bằng hoặc là một suý nào đó, ví dụ đang cầm cổ phiếu nhá, cầm cổ phiếu tầm khoảng có 50-80%, thì mọi người sẽ canh dùng nhá, canh thị trường hoặc là cổ phiếu về những vùng giá hấp dẫn, về vùng giá hấp dẫn thì sẽ mua thêm và họ mua thêm nhằm hạ giá vốn này và tích sản. Đó, góc độ thì xem mình như vậy. Về ba góc độ về hiện tại chúng ta nên nhìn nhận về cổ phiếu chúng ta nha. Với góc độ chúng ta hiện tại đang kẹp cổ phiếu là gì? Ví dụ như ta đang kẹp cổ phiếu, ví dụ nha, phiếu đất đi. Đất thì sao? Chúng ta kẹp vào phiếu đất này. Thì góc độ chúng ta sẽ canh như thế nào với câu chuyện của phiếu đất này? Thì nó sẽ canh những câu chuyện đó là nó sẽ về như một giá hấp dẫn của chúng ta đặt ra. Thì đâu sẽ là vùng giá hấp dẫn? Thì mình phải liệt kê được cái định giá cổ phiếu này. Ví dụ nha, chúng ta vào mua chạc đi. Chúng ta vào quy chạc cho nó tìm cái định giá P/P của nó. Nó đang rẻ hay không? Nó đang cực kỳ rẻ hay không? Đó, ví dụ như đang tìm về cổ phiếu đất nhá. Đất này. Đấy. Chúng ta nhìn nhận về mã phiếu P/P hiện tại vẫn đang ở chấm 1.9 thì vẫn chưa hẳn là rẻ. Chưa hẳn là rẻ nhá. Đó, khi nào nó về những cái vùng mà mình thấy hấp dẫn thì mới có thể gọi là rẻ được. Ví dụ như ta nhìn nhận về cái chạc đô thị này nhá. Thì cho mình thấy nhá. Tắt bớt một số thứ này. Đó, chúng ta chỉ nhìn về cái định giá P/P thôi. Thì P/P nó những thời điểm nó đã từng về đó mọi người ạ. Từng về là tầm khoảng 1.16. Thì bây giờ khi nào nó về tầm khoảng 1.16 thì nó canh với lại ngân. Rất ok. Đó là góc nhìn về dựa theo là từng thời điểm của mã phiếu này nhá. Đó, mọi người nhớ không? Đó, nó đã từng về những thời điểm đó là tầm khoảng 1.1 này. Rất hấp dẫn để khi mà giải ngân thì khi nó về vùng đó sẽ là một cái vùng chúng ta quan tâm, hoặc là nó coi về P/E cũng vậy. P/E đã từng về những cái vùng giá hấp dẫn thì nó sẽ canh và giải ngân. Đó một số cách định giá của chúng ta về nhanh nhất nhá, còn sẽ có nhiều cách định giá hơn nữa, nhưng đây thì nghĩa sẽ là cách định giá tương đối nhanh để chúng ta này đã từng về cái mức định giá tương đối thấp. Đấy. Ví dụ thêm một số mã phiếu nữa đi, ví dụ thêm một số mã phiếu như là mã phiếu Thế Giới Động hoặc là mã phiếu Hòa Phát đi ha. Hòa Phát này, rõ ràng chúng ta nhìn nhận về cái mức định giá đó, đâu sẽ là vùng hấp dẫn. Đâu sẽ là vùng hấp dẫn? Đầu tiên là Hòa Phát này, chúng ta gõ Hòa Phát ra. Chúng ta tìm thử xem là mức định giá P/E bên em nó hiện tại đang ở đâu. Đấy đúng không? Đó, book value rồi, nói chung là nhiều cái mức định giá lắm. Sau này thì hướng dẫn mọi người kỹ hơn một cái view đó. Một trước mắt thì mình nhìn nhận về cái góc độ là mức định giá về P/E của nó là nhá. P/E là giá trên sổ sách mà đá cái tài sản thì liệu rằng nó có chúng ta có lãi không khi mua cổ phiếu này không. Nếu dưới 1 thì thời điểm thấp nhất của nó là tầm khoảng 1.1, thì khi nó chờ đợi những cú nó giảm về tương đồng như vậy thì nó sẽ là cổ rất tốt nhá. Đó, hoặc là nhìn nhận về P/E cũng vậy, cũng sẽ là cái câu chuyện nó rất là tốt nếu như nó giảm về những mức định giá hấp dẫn cho chúng ta, chứ vậy không nha mùi nha, hấp dẫn cho chúng ta thì chúng ta sẽ hoàn toàn kỳ vọng được đó nhá. Đó, còn nói về câu chuyện của một số cái góc nhìn về cổ phiếu và mặt kỹ thuật nhé. Sau khi nhìn nhận xong về vấn đề đó là định giá rồi, chúng ta nhìn nhận về kỹ thuật
thì mình sẽ canh những cái vùng chúng ta ngắm nghĩ như nào. Nếu ta mua theo giá tích sản nhé, chúng ta nhìn cho tuần, nhìn cho tuần, cho tuần chúng ta thấy được những cái vùng nào sẽ là vùng ta canh, có thể sẽ là cái vùng này tầm khoảng 20 cho đến 22, đúng không? Xa hơn sẽ là cái vùng vùng dưới này tầm khoảng 16 cho đến 18, thì nghĩ rất khó về vùng giá 10, khó về lắm, 10 sẽ rất khó thấy được giá 10 với hợp pháp đó. Còn thấp hơn chúng ta gian canh giải ngân tầm khoảng 10 đến 20% thì chậm trước, vì thế tầm khoảng 20 20 đến 26 đó, như vậy càng về xuống dưới càng giải ngân nhiều hơn, và sẽ có một thời điểm ta sẽ ngân sẽ gọi là giải ngân full tỷ trọng cổ phiếu nhá, và chỉ dùng margin để khi nó cân bằng lại trong cái đoạn này này đó, thì sẽ dùng margin, mình hiểu không? Cân bằng trong cái đoạn này mới dùng margin, mình nhớ nhá. Đó, còn để mà nói về cái câu chuyện nếu mà đang kẹp vào phiếu này thì bắt buộc là chúng ta nhìn nhận là nó phải có những cái vùng hỗ trợ đáng để chúng ta quan tâm, ví dụ như là cái vùng này sẽ là cái vùng đáng để mua tâm, quan tâm là 25 26, thì nếu như nó có về vùng này nữa, nó có về vùng này nữa đó, đánh nó kiểu đủ đủ sóng nhá, một phát sóng 3 vào đây nhá, rồi hồi lên lại giảm tiếp làm sao, đúng rồi, chúng ta biết khi nó về vùng này chúng ta coi cái lực bán có mạnh hay không, nếu không thì ta hoàn toàn thể canh một cú mua để chúng ta trung bình giá hạ nhà vốn được, thì nó đến vậy thôi. Đất này nó ra quanh cái vùng này sẽ là vùng khả năng sẽ có những cú hồi, vùng này thế là vùng này sẽ là những cú hồi 20 đến 21 đó, chắc chắn sẽ có những cú hồi, cho nên chúng ta sẽ canh những cú đó để chúng ta mua và chờ đợi vòng lên trên. Đồng thời chúng ta phải kết hợp thêm về mặt kỹ thuật rộng hơn một tí, đó là về xem về những cái vị thế, những vị thế của chạm 1 giờ, và kết hợp thêm nhiều mặt kỹ thuật nữa, xem những dấu hiệu phân kỳ đã có chút hay không, vân vân vân, mình hiểu không? Ví dụ như là đến thì so cho mình cái chạc cái đang bị lỗi tí nha. Ví dụ như là cái mà phiếu đất này nó có những cái cú giảm ở chặng 1 giờ này đó, nó tạo ra dấu hiệu phân kỳ đáy hay không, nó phân kỳ kiểu như này này đó, liên tục như này hay không, đi lên hay không, và đồng thời là giá có dấu hiệu là đỡ giá và đảo chiều hay không đó, ví dụ đảo chiều như này hay không ở chặng 1 giờ nhá, đó thì sẽ canh chúng ta mua được ở những vị thế như vậy đó. Như đất xanh này, các bạn nhìn cú này, nhìn cú đang có dấu hiệu tạo đáy rất là lớn không, thắt lại rất là chặt này, và giờ vượt khỏi được cái đường trendline này thì dấu hiệu đảo chiều rất là cao, cho nên những mã phiếu như đất xanh, cho nên những mã phiếu chúng ta quan tâm dạng như vậy, những cái vùng giá hấp dẫn nhé, những vùng giá cân bằng này, nó sao nó về vùng giá cân bằng nó mới giảm với đỡ như vậy, mình hiểu không? Với những mã phiếu như này, HVN đi, chúng ta coi về chặng 1 giờ này, nó chưa có một dấu hiệu nào hết, có dấu hiệu là tạo đỡ đáy gì đấy cả, mình xem tất cả những cú giảm trước đó đều có dấu là nó là cần phải có những cú đỡ như này, vòng lên tạo mấy đáy đã, đó vòng lên mấy đáy này đã, sau rồi mới tăng tiếp được. Cho nên chúng ta coi về MACD á, thì chúng ta coi như cách như vậy nhá, rất ok, ở chặng 1 giờ, thì nó canh chúng ta mua nước hạ nhà vốn cũng vâng. Nếu ví dụ như là mã phiếu như là chúng ta coi như là mã phiếu như là SI nhá, SI đó, hiện tại nó vẫn chưa có dự án này, nhưng nếu như có thì hoàn toàn sẽ canh những cái vùng giá thấp hơn nữa, thì vì nó mới còn đang giữ này, còn nếu mà nó giữ được cái này tốt thì nó phải có sự xuống đảo chiều lên và kéo cái chỉ bảo MACD dốc lên trên thì nó ok đó, mình đúng không? Hay là một số mã phiếu như là VG như vậy này, nó giảm như này gần như chưa có một cái hiệu nào để ta có thể vào mua cả, mình đúng không? Rồi chúng ta thấy về một số mã cổ phiếu như là FLT sao? FLT thấy này, nó liên tục tạo ra một cái cấu trúc ở trong 1 giờ này, đỡ rất tốt mà thấy không? Đỡ rất tốt, đó giống bên trên, giá cũng được đỡ rất tốt, thì chứng tỏ đây sẽ mã phiếu chúng ta có thể sẽ canh từ từ, cho cái chuyện đó là nó đảo xuống như là một cái nhịp vào đó nữa, và nó tiếp tục nó không tạo phân kỳ âm ở cái MACD ở đây, mà nó tiếp tục nó tạo một cái cấu trúc phân kỳ dương, thì nó sẽ canh chúng ta mua được, đó mua nước được, hạ nhân vốn được, vâng vâng. Còn ta mua gom, chúng ta chọn những mã phiếu về giá hấp dẫn nha, ta mua gom nha, đó góc nhìn như vậy, chúng ta canh chúng ta mua và chọn lọc cổ phiếu như vậy nhá. Ok cho mọi người. Còn nói về góc nhìn về cái một số mã phiếu luôn á, thì đánh giá là hiện tại nhá, hiện tại vì đất nó giảm thủng cả mây như này, thủng cả xuống như này thì thị nghĩ là sẽ còn giảm nữa, là có cả VN30 hiện tại thì nó đỡ một tí hơn, đỡ một tí thôi, nhưng mà để mà nói thì vì đất nó đang rất là yếu rồi nha. Đó, nhưng mà để nói về cái sự kỳ vọng của nhóm ngành banh sẽ là kỳ vọng rất nhiều. Thì mình nhìn về chặt tuần này, chặt tuần ngành banh nhá. Đó, ACB này vẫn đang về những vùng nền cứng, đúng không người? STB cũng về những vùng nền cứng, quanh vùng tích lũy nền cứng. Đó, MBB cũng vậy, sẽ về những vùng nền cứng tầm khoảng 23 đến 24. Đó, thấy không? Đó, VBank vậy, đang ở trong vùng nền cứng như này,
thì chưa việc gì phải quá lo sợ lắm nhá. MSB cũng vậy này, đang quanh những vùng nền cứng và đang lưỡng lự lại rất là tốt, thấy không? Đó, rất nhiều mà phía banh tại đang quay trở về lại vùng nền cứng, cho nên chúng ta đang có sự kỳ vọng là banh sẽ làm cái nhóm ngành đỡ được thị trường chúng ta. Đó, CTG cũng vậy này, về những vùng nền cứng này đỡ lại này. Đó, nhá. Trong khi đó một số mã phí bán lẻ hiện tại cũng đang ví dụ là muốn giảm để quay trở về lại những vùng nền mà nó cần sự cân bằng ở đó. Mà theo như là mã phí HX này, nó về vùng nền cân bằng, nó kiểm tra M20 rút chân em tức. Đó, Discworld khả năng sẽ về quanh vùng nền tầm khoảng 60 thôi. Đó, Masan thì nghe sẽ quanh vùng giá tầm khoảng 70 thôi, nó chưa giảm ngay đâu. Đường trên line nó vẫn đang giữ nó tốt này. Có khi nó vòng lại cũng có thể. Nha. Đó. Bất động sản công nghiệp thì giá là nó đang có dù là gãy nền nha, tương đối yếu nha. KBC này, đó, kể cả mà phiếu SC bị gãy nền luôn này, gãy nền dùng giá 36 này, rất là xấu, đúng không ngờ? Nhiều mã phiếu tại đang tụ đỉnh rồi, phải hạn chế dần với một số mã phiếu bất động sản công nghiệp nha. Đây sẽ là mã phiếu nó sự phân hóa, chúng ta có mua thì mình sẽ canh mua mã phiếu KBC được, vì dùng giá rất hấp dẫn, nó càng giảm chúng ta sẽ càng mua dần, ví dụ thì nghĩ chúng ta sẽ canh mua quanh vùng này được, 20-24 mã phiếu SC nha. Đây mã phiếu định giá thì nghĩ là tương đối rẻ. Bất động sản thì nghĩ là nó sẽ tiếp tục giảm thôi, nhưng mà nó giảm thì mình nghĩ sẽ có sự cân bằng mã phiếu này. Bất động sản tại vì sao, chúng ta nhìn nhận về thời điểm bất động sản thời điểm này này, nó cũng sẽ giảm này và sẽ có thời điểm nó cân bằng ở trong cái đoạn này, hoặc cái đoạn này sẽ tiếp tục nó giảm này và sẽ có một cú cân bằng đi ngang cái vùng này này, thì đây mới là cơ hội ta mua rất mạnh nhá. Còn đoạn này chưa nên mua, nó cứ vẫn cứ là giảm thôi, giảm lên sình thôi nhá, giảm lên sình thôi, 55 đích vậy thôi, chưa có nhiều cơ hội để ta đầu tư đâu nhá mọi người nhá. Bất động sản đánh giá là vẫn chưa nhiều cơ hội, cứ quan sát đã, quan sát đã. Khang Điền thì nghĩ là nó đang giữ ở vùng này rồi đây, cho nên thì sẽ có một sự hồi phục ngắn hạn của nó. Khang Điền những cái nhiều đây mà phiếu nào thấy là áp lực bán rất mạnh của phiếu này rồi, hạn chế cái sự gọi là lạc quan với mã phiếu này. Còn với những câu chuyện của mã phiếu Hà Đô thì nghĩ rằng là chúng ta có thể quan sát dần Hà Đô nếu như nó có những sự giảm mạnh về những vùng giá tầm khoảng ví dụ như về những vùng tầm khoảng 23-24 mà quan sát là cần mua được thì nghĩ như vậy với Hà Đô. Nhắc cả biển thì nó giảm được trước rồi, sẽ là xác nhận là nó giảm rồi, đi trước một nhịp rồi. Hiện tại cơ hội đầu tư cảng biển chưa cao nhé, chứng khoán hiện tại là phân hóa mọi người nha. SI này, SHS này, HCM này, rồi VC này vẫn giữ được vùng nền nha, vẫn chưa gãy. Trong đó những mã cổ phiếu như là MBS này, FTS này, rồi là BVS này, BSI này, CTS này đang giảm gãy nền rất là xấu, và đây là những mã phiếu phân hóa rồi nha. Còn một số mã phiếu nhóm ngành bất động sản lớn, xem rồi chứng khoán lớn hiện tại vẫn chưa vẫn đang tích lũy lại được. Nhưng mà dầu khí hiện tại thấy là rõ ràng đang khỏe, có thể canh chúng ta mua tích sản được. Chúng ta mua quanh vùng này thì gọi là tích sản này. Đó, chúng ta mua một ít đây, càng về giảm dưới ta càng mua dần thêm. Thì với cái game về cái lô B nó vẫn còn và chúng ta vẫn có thể kỳ vọng được với cái game này, chứ phải không nhá. Đó, kể cả một số mã phiếu như Pet biết cũng vậy này, hoàn toàn thể mua và kỳ vọng được chứ phải không. Đó, BLX này khá là khỏe, giữ nền cực kỳ tốt này, thấy không? Đó, nó tích lũy lại ở đây thêm một thời gian nữa thì có thể đây sẽ là một phiếu nó cần mua. Dịp may sao? Dịp may thì nghĩ là nó sẽ là một cái nhóm ngành nó bắt đầu sẽ cắm đầu giảm đi theo cái xu hướng của một số mã cổ phiếu nhóm ngành sản xuất khác thôi nha. Cho nên tại cái cơ hội mua không cao, chưa cao, chưa nên tìm mua vội. Có thể nên cơ cấu dần. Kể cả những ngành thủy sản tại có kỳ vọng vào ANV và F và Vĩnh Hoàng tại cũng đang có chiều yếu dần, nhưng Vĩnh Hoàng tại đang giữ nền tốt này, đó, có thể quan sát dần được. Chứng tỏ thì chúng ta vẫn thấy là một số mã phiếu khỏe chứ phải không nha. Đó, hay là Hà Tiến Một cũng đang là mã phiếu chúng ta quan tâm được này. Đó, thì sơ lược cho mọi người về thị trường thấy rõ ràng là cũng có một vài cổ phiếu khỏe chứ phải không, và phiên ngày mai sẽ là phiên ta nhìn nhận thêm được là thị trường ta sẽ đâu sẽ là những mã phiếu khỏe giữ nền cho thị trường và giữ giá cho thị trường tốt nhá. Đó, ví dụ trong ngày hôm nay đi, chúng ta đa phần những mã phiếu nó đều cho thấy gấp độ bán cực kỳ mạnh nha, bán cực kỳ mạnh và chưa thấy một cái cổ phiếu nào nó đủ sự tươi sáng để đứng dậy đỡ ở trường trong ngày hôm nay cả, bị bán rất là mạnh. FPT thì gấp độ nhưng là nó chỉ đang cú hồi lên để nhiều khi nó giảm tiếp, tại vì nó hồi lên kiểm tra cái đường viền cổ này, sau giảm tiếp là rất là cao với FPT nha. Đó, thì video đây thôi, chào mọi người, hẹn mọi người ở cái tiếp theo nhé.